những cái hào pháp sạch chặt thò lễ đài sạch chặt thò cũng cả chùa luôn ha, rồi ban tổ chức luôn ha vậy tấu dạng đi hè cao nam nô công bế như mình thon ban bị cha đàn na phúc trung trôi vẫn ai trôi trôi triệt nô ắt tận đây không xa nơi bà phò thế dùng đơn thảo mẹ anh tàu anh đi cha tôn đi rộ rộ thon tận tốc tận tinh là rồi nghe rồi nghe cũng chốn lo với anh thun tròn bỏ bật té đỏ luôn lắc luôn một chặt bính đỏ còn đi hơi mai luôn bị chặt và đừng thả ô còn bị mài luôn tại anh còn anh chỉ đôi anh chỉ làm anh có một tóc tình tình như thì cô láng chạy với Phật tử gần xa ha, láng chạy của chùa ha, mỗi chùa là có một cái láng chạy để quý Phật tử đến cúng viếng với cô bác anh chị. Để đây cũng như là trên chùa trên Sóc Trăng mình vậy đó ha. Chào mấy con. Rồi khỏe nha. Thì chỗ này quán nước, quán ăn nhà chùa bố trí sẽ tập trung một chỗ nghe quý vị ha. Chứ không có để cho họ bán trên cái cổng chùa nghe. Để tập trung với một chỗ này để cho tiếp quý khách quý Phật tử đến gần xa nghe quý vị. Rồi chào đón quý vị và các bạn đến với file của mình ha. Hôm nay đêm nay là đêm thứ hai nha các bạn, là chùa lễ kết giới Sima, chùa Kính Sáng, ấp Kính Sáng, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha quý vị. Cũng như người nông bà con ở trong khuôn Sóc và các tỉnh như là Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau và Kiên Giang gì đó, họ sẽ đến với chùa Kính Sima, chùa Kính Sáng quý vị ha. Cái khu bên đó là khu nhà chùa sẽ bố trí cho quán ăn hoặc là quán nước để một chỗ, chứ không có cho để là bên hàng rào để tiếp đón quý Phật tử đến. Hồi nãy theo mình được biết cái nhà chùa với ban tổ chức sẽ thông báo quý Phật tử đến cái chùa hãy cẩn thận cái tiền bạc hoặc là để chúng nhét để cẩn thận nha quý vị, chứ không ấy để bọn xấu lợi dụng cái đông người á là họ sẽ túi mình hoặc là giật cái đầu mà trang trí của nữ trang của bạn nữ hết quý vị ha. Đó, du khách đến rất là đông, bây giờ hiện tại giờ 10 giờ mấy à? 10 giờ trưa ha. Khách đến đông ha. Thank you.
ហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី2ហឹងដល់ហឹងគូគេហ្នឹងថ្ងៃបញ្ចុះខណ្ឌសីមានាវត្តគិញឆាងស្ថិតនៅស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តត្រវែងហ្នឹងហឹងទីកន្លែងហ្នឹងឯនេះក៏ឃើញថាញាតិញោមបរិស័ទនេះភូមិញាតិជួសនេះអ្នកស្រុកអ្នកខេត្តដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅកម្មវិធីបានបញ្ចុះខណ្ឌសីមាជាកិត្តិយសមួយដល់ក្រុមគោះសម្រាប់ ពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តគិញឆាងក៏ជាអនុសាវរីយ៍មួយសម្រាប់យើងខ្ញុំជាក្រុមខុសនិកដែលតាមទទួលស្វាគមន៍នៅដំណើរនិមន្តនឹងអញ្ជើញរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដែលមកពីអ្នកស្រុកនិងអ្នកខេត្តចូលរួមអំពីកុសលក្នុងថ្ងៃនេះអាចជាពិសេសទៀតគឺញាតិញោមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិច Các bạn cái nhà chùa sẽ thông báo các quý Phật tử đến với chùa cần thử để cái tiền bạc hoặc là cái nữ trang vàng bạc để trong túi hết như vậy là kẻ xấu lợi dụng cái khu đông người họ sẽ lợi dụng xây dựng đồ của quý vị hết như vậy còn của tỉnh nhà chào quý thưa quý vị ha Các bạn nữ đứng lên chào đón quý Phật tử đến với chùa kính sáng lễ kết giới Sima chùa kính sáng quý vị. Thank you.
bị bỏ liền đi ấy, rồi một nắng dân mình liền thiên gặp tiên thì bỏ mà hà xa là bỏ nhớ thôi thà liền miền tập thiên thôi bằng tích thế nên hãy hình dung một tập bỏ đại sát mà nhưng một nắng dân là một phần lớn bằng tích trong qua một tập bỏ đại sát bỏ nhớ thiên thì thang rồi thì kết cho nó có nhớ viên tập lệ cuối tập ra rồi đi ra thơ động ra đây ta một số ta đây liền thiên thôi thơ ấy và do ta học giỏi nha. Ban tổ chức sẽ bố trí là 9 cái hố nha quý vị, 9 cái hố nha.
lễ kết giới Sima chùa Kính Sáng. Sima là lễ khánh thành đó quý vị, cũng như là xây dựng chùa xong người ta làm lễ khánh thành đó là kêu bằng Sima quý vị ha. Thưa quý vị và các bạn, đang đò đang tiến tới là chùa Đây Tự Xua, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng quý vị ha. Đang tiến tới màn hình là chùa Đây Tự Xua, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng quý vị. ពុទ្ធបរិស័ទនៃចំណងចង្វាត់កសាលាកែត